20 phân à? Vâng. Thằng em kia cho một cây chú nhá. Để đây này, cháu thấy chú đi trên một đoạn đấy. Nhà cúng ma gì không? Ba cái chén cũng là ma gì? Thấy là ông đi về là một ông ốm hết rồi. Gà ốm hết à? Thế là gà ốm là phải cúng ma à? Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Nhà của hai ông cháu thì thời gian này thì đang đi vào và thực hiện những cái công đoạn còn dang dở nữa để mà đi vào và hoàn thiện sớm ngày là đón tân gia cho hai ông cháu cô bác ạ. Ở dưới khu nhà hai ông cháu này thì thấp hơn thì những cái đồng lúa này của bác này vẫn còn xanh khá là nhiều. Như ở trên nhà của ba ông cháu ấy thì hôm qua cháu Đức cũng có đi lên trên nhà của ông ấy thì thấy là ruộng lúa ở nhà ông của Hải với Sử thì đã chuẩn bị là được gạt rồi, đâu đó tầm độ 1-2 tuần đã được gạt. Và thời tiết ở cái thời điểm này thì nắng rất là đẹp các bác ạ, thời tiết thời điểm này ấy. Và hôm nay thì cháu Lực đã đi xuống thì tiếp tục là chia sẻ và cập nhật những cái công việc của mấy anh em đội thợ hay là mấy anh em đội thợ đã hoàn thiện là tới công đoạn nào rồi các bác nhé. Hôm nay đi xuống thì cũng có mua cho mấy anh em đội thợ là một quả dưa hấu để một tí nữa cùng mấy anh em đội thợ là ăn trong lúc mà nghỉ ngơi các bác ạ. Thời gian này thì đi vào nhà của hai ông cháu thì phải nói là đi bộ khá là xa các bác ạ. Đi bộ xa thế thì mỗi lần mà đi xuống thì cảm giác như là cái kiểu đôi chân của mình nhé, nó đi nhiều quá nên ra là nó cứ bị mềm nhũn hết lên đúng không bác. Với nhà của hai ông cháu thì hầu như là sẽ khác bọt với tất cả những cái nhà hàng xóm xung quanh ở đây. Hầu như là người ta chỉ chọn là bằng pro thôi các bác. Ở trên cháu Lực thì ít nhà lập bằng cái tôn chống xốp này các bác ạ. Tôn chống xốp này thì là nó rất là đắt. Thì nó đắt như này thì nó lại được lâu hơn lại so với lại là pro. Hôm nay thì không biết là mấy anh em đội thợ là đi hoàn thiện phần bếp trước hay là hoàn thiện nhà vệ sinh trước các bác. Đấy, luôn luôn là đi xuống nhà để được hai anh bạn là này chào đón là đầu tiên nhất. Đằng sau nhà thì bây giờ cũng đã hầu như là cạn kiệt là nước rồi các bác, còn là một chút thôi, một chút cũng không có không đáng kể. Chị à? Ừ. Chú Toán nhá. Dạ. Sắp đến giờ nghỉ ngơi chưa chú? Sắp đến rồi. Sắp đến giờ nghỉ ngơi à? Đến giờ nghỉ ngơi thì đi rửa tay tranh thủ là ăn dưa hấu một tí nhỉ. Đang chạy dây điện hả chú? Buổi sáng nãy anh phòng bảo là đem cái băng dính đen xuống anh, nhưng mà đến kia thì mới nhớ. Dây điện này thì là lựa chọn là sẽ
là chìm hết của bác, cho nên là nó sẽ không có nhìn thấy cả sau này á. Ông đi đâu rồi? Thấy ông chú Toán? Ông đi lên trên xã làm gì? Chắc là ông xuống sâu một chút rồi. Đây ở phần bên này thì các chú là chạy xong và chát xong hết rồi các bác này. Ngày mai thì sau khi mà nó khô ấy, thì nó sẽ hầu như là không nhìn thấy là dây điện là ở chỗ nào luôn. Đây, bên này thì anh Phòng đang đi vào hoàn thiện phần nhà vệ sinh rồi. Ôi, chào anh Phòng nhá. Chào em nhá. Nhưng chỗ đấy thì những cái miếng đấy thì mình tí phải cắt ra anh. Cái chỗ miếng anh nhỉ? Cái phần là gạch trắng thì các bác nhé, gạch trắng thì sẽ ốp lên là 3 tấm. Đây. Ốp lên là 3 tấm thì vẫn cắt một chút là gạch đen để mà tạo cái viền nữa. Hai viên này xong cắt gạch đen à? Dạ. Hai viên này xong cắt gạch đen vào. Thế như nào ấy? Hai viên, một viên thôi, một viên một thôi. Không bảo cái gạch đen kia mà. Một viên một mà. Viên này xong thì bây giờ chuẩn bị gạch đen rồi. À, thế là 10 phân gạch đen à? Vâng. 5 phân thôi. Xong làm cái đầu mới một viên này. Đúng rồi. Lúc đầu thì định là cái vạch đen ấy thì ốp ở nguyên cái phần bên kia thôi các bác đấy, nhưng mà ốp nguyên phần bên kia thì nhìn trong nó lại không có đẹp ấy, thành ra là sẽ ốp là vòng xung quanh này nữa, gọi như là một viên gạch trắng này, thì xong thì sẽ lên thêm là một viên gạch đen nữa. Không, cả gạch đen đúng không anh? Đây là sẽ đặt cái bồn rửa tay ở phía bên trên này luôn các bác. Xong lại tận dụng lại ngăn bên dưới này thì sẽ để đồ ấy. Còn xem là gạch nó có thẳng hay không nhỉ anh nhỉ? Mình hoàn thiện là ốp phần trên xong thì mình mới đi vào ốp nền này. Với công việc của mấy em đội thợ là hôm nay đi vào và hoàn thiện nốt được những cái công đoạn còn lại nữa các bác. Chú Toán thì đang chạy dây điện, còn anh Phòng hiện tại là đang đi vào và ốp vào cái phần nhà vệ sinh. Vậy bàn thái đi, sau khi mà đổ xong thì nhìn rất là rộng rãi quá. Hôm nọ thì cái cầu thang này là bao nhiêu chú Toán nhỉ? Cái độ dày của nó ấy 20 phân à? Vâng. Cầu thang làm để mà làm lớn quá thì sau khi mà mình bóc mình bước lên các bác thì nó lại không có vừa một bước chân, cho nên là làm cho nó vừa bước chân thôi. Ở đây thì hầu như là cái cầu thang này, kích thước này là ai cũng đều là lựa chọn làm như thế cả. Ai cũng tham khảo thêm là nhiều cái công trình ở trên xá người kia, ở trên đấy người ta đang làm. Vậy ở trong nhà thì hiện tại là đang đi vào và hoàn thiện thêm những cái công đoạn cuối của bác, thì nó sẽ hơi nhiều đồ đạc một chút của bác ạ. Vì là hoàn thiện ở trên những cái phần cuối này thì có rất là nhiều những cái đồ đạc. Cái này ba viên gạch là đến tận cái chỗ mà vạch đen đen kia đó cô bác ạ.
Đây bây đây bây giờ là ốp ốp hoàn thiện là nhà vệ sinh với lại thêm là bàn thái nữa thì cầu thang nữa là ra bên đây đổ thêm một một chút nữa thì là hoàn thiện nữa các bác. Đây làm mấy anh em thợ là đã hoàn thiện là công việc rồi. Đây là bây giờ cắt luôn rồi anh. Cái máy kia cắt đường không anh? Cái máy này thì hôm nọ là em Thịnh ở bên kết nối yêu thương các bác là có đem ra. Đấy, hôm nay đi chắn lực không có ở. Cái này còn không biết là cắt ra như nào đấy. Cái này không dùng bằng điện đâu nhỉ? Anh Phộng nhỉ? Này thì ở đây đây có một con lăn nhỏ này. Con lăn này thì nhìn thế thôi nhưng mà để mà cắt gạch này nó rất là sắc. Chị rửa tay bổ dưa hấu đi. Này phải xoa cho nó đều đấy chú nhỉ. Ơ nhưng mà sao nhìn nó khôi không? Nhìn nó kiểu có vệt vệt đây này. Vâng. Vâng. Nhưng mà một tí nó khô thì nó một tí nó khô thì nó có viền không? Máy ngay thì phải mài đi đấy. Lúc nào mình sơn thì lấy cái giấy giáp kia về đánh thì mới ra được. Vì dùng chất mình kể cho nên nó bớt ra một tí ấy. Xong rồi mình phải mài một tí thì mới thấy. Nhưng mà thế này nhưng mà bây giờ nhìn trông như kiểu là biết có dây điện rồi. Vừa lấy tay mài một chút thì đã không nhìn thấy rồi không? Vâng. Cắt luôn rồi anh. Nghỉ tay đã xong tí nữa làm sao anh. Hiện tại thì ông Sò thì đang lên trên xá kia để mà xin một chút giấy tờ hoàn thiện thêm là cho Mạnh để đi học ấy không á, ở trong nội trú đấy thì đang không ở nhà chắc là một tí nữa thì ông mới về đến nhà. Cái lớp gạch này thì là nó có thêm một lớp cái trắng này các bác này. Sau khi mà bỏ lớp trắng này thì gạch nó rất là bóng. Cái gạch này thì nó là gạch một phủ một lớp nano bóng nữa. Thành ra là khi mà mình lau chùi xong ấy nó sẽ rất là bóng, nhìn như kiểu một gương luôn đó các bác. Nó không bằng gương nhưng mà nó hơi nhìn thấy cái bóng dáng rồi. Cái ống này là cái ống anh Phòng ơi. Ống này là ống buồn toilet à? Cái bồn này là bồn toilet này, còn ra phía bên này là túc tắm rửa của bác thì là thoát ở bên này. Bây giờ thoát là có đi xa không? Dưa hấu này chị. Cái ống này là ống gì đây anh? Ống này. Ống này bắt cái chú rửa bát ra ngoài đấy. Ống này ống rửa bát đấy. Rửa bát này. Vâng. Lấy san rửa bát này. Vâng. À là từ từ chỗ này đi hả anh? Cái này thì hôm nào chắc phải mua thêm cái loại siết ống anh nhở? Chú nhở, siết ống để mà... Quên đấy, đây nếu mà siết thì đây chắc chỉ dùng tầm độ 4-5 cái thôi nhở? Tại vì là... Đâu, có đấy, mua nhiều, siết trên kia xuống kìa. Trên này nữa? Lắp hết rồi mà. Ồ. À đây nữa nhở. Sau này thì còn đặt thêm một cái tách nữa chỉ phía trên cao bên kia các bác. Thì khi mà mình dùng nước ở trong nhà vệ sinh thì nó sẽ... mạnh, nó sẽ đẩy hơn. À, cái ống to này là ống bể tắm đấy chú. À, thoát sàn đúng không? Ở đây thì là hai cái ống của bác nhé. Ống phía bên kia là ống không có để chung cả.
ống toilet thì nó là toilet, còn ống thoát sàn thì nó là thoát sàn. Chứ để mà tránh trường hợp một số bác lại nghĩ rằng là thoát sàn với lại là toilet thì để chung thì bể phốt. Đây cái kiểu đấy họ làm là nó làm mấy cái cốt chữ y kia, từ bên kia nó nối cùng nối thì cái bồn toilet thì nó có nước ở một đầu kia nó gắn, còn cái ống thoát sàn là mình cứ có nước gắn ở trên để bịt là nó hơi nhà bị bể phốt đấy, là nó mùi nhà vệ sinh hết, là nó mùi lên nhờ. Thì không nên chung. Vâng. Bởi vì là cái thoát sàn kia là mình bên đầu kia thì mình nó để hở, còn cái ống nhà vệ sinh và để tốt là nó bên trên cái bô kia nó có cái con nước ở con nước đầu bên kia nó để gắn không cho hơi đẩy lên trên ấy. Vâng. Họ để làm chung thì nó xả một phát là nước lại chảy cái hơi nó đâu? Hơi nó lại chảy đi vào đi vào trong nhà vệ sinh lại mùi. Đi nhà vệ sinh thì thành ra là vì vậy là các chú lắp cái kiểu này thì có bác ấy, lắp kiểu này thì sau này khi mà xả nước thì nó sẽ không có hơi là đi vào nhà trong nhà vệ sinh cả. À. Nhà vệ sinh thì mình dùng xong thì mình lau chùi sạch sẽ thì nó cũng chẳng có bốc mùi là gọi là bao nhiêu cả các bác. À, thường thường là ở những cái giấy trọ hay là những cái nhà ở người ta toàn là cũng làm như thế là nhiều cả. Nhưng chỉ có kiểu bây giờ nhà hai ông cháu thì thứ nhất là làm nhà rộng quá thì hai ông cháu dùng cái diện tích thì dùng nó cũng chả hết đâu các bác. Có vẻ như là trời sắp mưa sao chú nhỉ? Được mấy ngày rồi. À, trên kia lại tiếp tục là mây đen lại kéo đến này các bác này. Vâng. Cầu thang này cái chiều cao của nó là tới tầm bao nhiêu chú đoán cầu thang đấy? 40. 40 à? Mỗi bước là 20. Nhưng mà nếu mà 40. Bây giờ mà để làm mà cho nó to hơn, rộng hơn thì liệu là còn sửa được không chú bây giờ? Được, chát dày. Chát dày lên à? Ừ, chát dày vào bên dưới, bên trên thì nó cân thì thôi. Muốn chát xuống đây bằng đến này cũng được. Chát dày, cái này mình là nâng dày lên, dày ra. Thế này là cầu thang này hiện tại là được rồi đúng không chú bây giờ ấy? Chắc xong rồi đến chỗ này lại ốm đến chỗ này rồi. Vâng. Rồi đổ nó cái phần sân thì chắc phần sân thì đến tầm đến đây thôi. Láng tầm đến đây là được. Phần sân thì chắc là láng thoải xuống một tí chú nhỉ? Ừ, cho nó. Phần sân nếu mà có điều kiện bắn mái xong tháng láng được. Bây giờ thì kinh phí của nó thì chắc là kinh phí nhà thì đủ ở nhà thôi, chứ để mà làm mái thì có khi là sau này nếu như có duyên với lại các bác thì các bác hoàn thiện sau thôi. Chứ làm nhà thì bây giờ kinh phí thì đủ làm cửa này, với lại là đổ thêm một cái lớp sân nữa ra bên này khoảng hơn 1 mét nữa thôi. Và cũng chú cháu mình cũng sắp phải đến ngày là xa nhau với nhà. Chuẩn bị đấy. Vâng. Tạm xa nhau đấy nhỉ. Ở trong nhà thì hiện tại là còn mới nhà vệ sinh, thế lại thêm là bàn thái nữa, ốp nữa thôi. Mấy mấy trẻ con không ra đây thành ra là không có ai trò chuyện đấy nhỉ, các cô ăn hay không? Làm những dưa hấu. Chú ăn đây chú. Ủa dưới kia có phải gà của ông nhỉ? Gà mà đi xỉa thóc này thì... Thuồng ông hôm nọ nhìn thấy là... hỏng hết rồi các bác ạ. Đây, thời tiết thì nắng, dầm đen đen, bây giờ lại tiếp tục là nắng lên rồi. Đây, xin mời tất cả các bác là cùng mấy anh em ăn dưa xong rồi ngồi tán phét với nhau một chút. Cái dưa này lấy hạt nó trồng còn liệu còn đơ lên luôn nhỉ? Lên nhá. Đơ là lên tường ấy.
ăn xong vứt ở trong nhà lúc mấy hôm này nó lại lên. Lên tường này á? Nó vừa lên tường này. Vâng. Sau khi nghỉ ngơi xong thì bây giờ lại tiếp tục là mà chú thợ lại tiếp tục là công việc của ngày hôm nay đúng không ạ? Đây thì bây giờ là chuẩn bị ốp rồi chú bây giờ ấy. Dạ. Bây giờ nay chuẩn bị ốp à? Dạ. Này đúng là ngồi ăn cơm mà nhìn đi xuống dưới thì cũng được rồi chú nhỉ? Hai ông cháu. Cái này thì sau này sẽ lắp thêm là cửa sổ là sẽ lắp bằng cửa sổ kính một chút cô bác nhé. Sau này sẽ không có lựa chọn là lắp bằng cái cửa lưu huỳnh cả, lắp bằng cửa nhôm nhưng mà nó sẽ y xì như nhà của Sử ấy, nhưng mà nó sẽ khác màu. Cái này mấy đứa chú giờ lấy sắt thằng kia cho một cây chú nhá. Đợi đây này, cháu thấy chú đi trên một đoạn nhá. Không, nó vẫn đi tận tận đây mà chú đây, chú nhìn xem. Nó đi một đoạn nó gác. Vâng. Ở đây thì là phần khung bên ngoài này, cô bác này khung bên ngoài thì mấy chú cũng đã đan sắt xong là đổ rồi, gọi là đặt lên thì nó cho nó chắc thôi. Nếu như mà không có làm, nếu mà như không có đổ ra phần này đấy cô bác, không có đổ ra phần này thì có thể là dùng sắt chạy qua đây nhỉ chú nhỉ? Chạy qua đây, chạy thành dạng như kiểu là chữ L cô bác, chạy dọc từ bên này xong à, từ bên này sang bên kia đấy thì nó sẽ chắc. Thì ở đây thì các chú là đổ sắt vào hết, không có hết rồi. Cái phòng thì không biết là đang kẻ kẻ này để làm gì đây anh. Vâng. Này một tí là cắt thành lỗ tròn hay lỗ vuông? Vuông à? À, đây thì em hiểu rồi, có nghĩa là mình cái ống nước mà mình sẽ đặt cho có nước vào trong cái ô, vào trong cái ô này luôn đúng không? Đúng rồi, bóng cắt đã thành ô như này thì không thể dùng cái máy bên kia cắt được. Cái máy bên kia thì nó chỉ cắt là góc với lại là cắt cái độ chiều dài của nó thôi. Này có vừa không anh?
vẫn hơi nhỏ hay sao anh? Hơi nhỏ. Cắt thêm tí nữa. Hay để cho nó làm sao mà nó vừa cái lối bên kia có bác, thì những cái như phần bên này này có bác này, thì một tí nó sẽ ốp thêm một cái vạch lên, một cái viên gạch lên trên này nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Công nhận là dưới nhà hai ông cháu này nhiều dín rồi đấy. Các chú là đi quần áo là coi như là không hở một chút nào ở bàn chân luôn đấy. Tay thì cử động nhiều thì nó không ấy. Thế là vừa xuống luôn đấy chú nhỉ. Đấy, sau này mà có thêm kinh phí thì làm thêm một cái chạm bát ở trên này rửa cái là nước nó chảy xuống đây thì nó lại đi xuống dưới thì nó không tràn lan. Những cái công đoạn mà cuối cùng như này này cô bác này thì phải nói là làm nó cầu kỳ hơn cô bác. Khi mà họ đi vào hoàn thiện những cái phần thô này thì mình chỉ có xay gạch lên thôi. Phần bên kia thì sau này cũng sẽ hạ thêm là cái phần sân nó xuống các bác ạ. Xong thì đổ thêm một cái phần sân là dây đó là tầm đến cái chỗ này nữa này các bác này. Đấy, tầm đến chỗ này đi ra kia. Còn bên dưới kia thì sau này là sẽ hoàn thiện thêm, hoàn thiện sau. Ở phần này thì nó là cái đất mượn đấy các bác. Chứ bây giờ thì cũng không có dám đổ vào, đổ xi vào cái phần là đất mượn này nhiều cả. Thêm một thời gian nữa thì nó sẽ bị... nó sẽ bị lún xuống đấy các bác, thành ra là nó sẽ bị nứt, nó sẽ bị nứt gạch rồi. Vậy như ngôi nhà của hai ông cháu thì đâu đó là tầm độ một tuần nữa thôi các bác nhé, tầm mà một tuần nữa thôi thì chắc chắn là sẽ hoàn thiện là hết rồi. Còn hoàn thiện là hết cái phần coi như là cái phần thô đi các bác. Còn đi vào và thêm là cái phần cửa sổ nó thôi. Cửa sổ thì chắc là đâu đó cũng tầm hơn một tuần nữa. Hơn một tuần nữa thì nếu như là không có gì thay đổi nữa các bác nhé. Đấy, không có gì thay đổi nữa thì tầm trong 2 tuần. Trong 2 tuần là sẽ hoàn thiện là ngôi nhà của hai ông cháu. Đến cái hôm mà tân gia thì rất là mong sẽ đón được các cô bác anh chị ở trên kênh Bản Em, và đặc biệt là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ngoài nước, lặn lội là đường xá xa xôi để mà lên chung vui với lại hai ông cháu là một hôm của bác nhé. Và đến hôm nào tân gia thì cháu Đức sẽ thông báo lên trên kênh độ ít nhất là tầm độ 3 đến 4 hôm để cho các bác là chuẩn bị. Các bác là chuẩn bị nếu như các bác có lên ấy. Các bác có lên thì cứ lên đến tới Xín Mần thì các bác là gọi cho cháu Đức thì cháu Đức sẽ ra đến tận nơi để mà đón các bác lên. Từ nãy đến giờ thì chắc là các bác cũng sẽ hỏi tại sao lại chưa có gặp ông nữa các bác. Ông thì hiện tại là đang đi làm cái giấy tờ cho Mạnh ấy, là chưa có về đến nhà cả. Chắc là chốc một chút nữa thì là ông mới đến nhà được. Điện cho ông thì ông nói bảo là đang về rồi. Từ đường trên kia xuống thì các bác cũng đã biết rồi là đi cũng đậu đậu khá là xa.
Chú thử đặt một, chú thử đặt một viên lên liệu một, một một viên lên được không chú? Yeah. Vâng, chú thử đặt một viên lên xem nào, xem là cái phần gạch này có bác nhá. Cái gạch này thì là cháu được sẽ lựa chọn là ốp ốp cái bàn này có bác này. Đấy, còn phía bên chân tường ấy. Phía bên tường thì là sẽ là ốp, vân ốp là màu trắng. Với là gạch này là vẫn phải cắt ra một chút đấy chú nhỉ. Có cái máy kia thì nó cắt tiện hơn không chú? Máy kia nó cắt được bé tí thôi. Nó cắt giữa hoặc là 10 phân 15 phân nó cắt được, cắt bé tí thì nó gãy dưới hết. Vâng. Đây thì là cái bàn này. Cái bàn này có bác này, bàn này thì là hôm nọ thì là làm theo cái kích thước của hai chị là Nguyệt Thúy là ở bên nước ngoài, nó là rơi vào tầm bao nhiêu chú nhỉ, cái thước đấy? Cái thước nếu mà thước Việt Nam thì nó rơi vào tầm độ là 58 cm các bác ạ. Thì cái viên gạch nó là 60 cm rồi, cho nên là nó dư ra một chút rồi các bác. Thì một tí nữa là sẽ phải cắt bỏ đi thêm một chút nữa. Đấy, có thể là những cái hai chị là mua những cái đồ dùng nó vừa kích thước cái bàn rồi, cho nên là làm rộng quá thì cũng không thể làm rộng được. Sau khi mà bỏ thêm cái lớp túi bóng này ra thì các bác nhìn thấy này, rất là bóng các bác nhá. Các bác thử hình dung được nữa là nếu mà hoàn thiện thêm là cái phần này nữa thì nhìn nó sẽ bóng như nào cả. Những cái màu gạch, những cái viên gạch này các bác nhé, hầu như là trong bản các bác ít khi ai lựa chọn được cả. Tại vì là nó rất là đắt. Ta sẽ lựa chọn, nếu mà lựa chọn gạch ấy, thì là gạch, chọn gạch là nhiều thôi. Cháu Lực cũng nếu mà sau này như là cháu Lực có làm nhà ấy, thì cũng sẽ lựa chọn những cái màu gạch đẹp như này để mà làm, nhưng mà chi phí nó sẽ cao hơn một chút. Không biết là bao giờ mới đủ điều kiện để mà cất cho mình, cất cho bản thân cũng như là gia đình một cái tổ ấm riêng nữa. Cái phần này là bao nhiêu phân nhỉ? Phần nếu như hôm nọ là cháu Lực làm là cái bàn này là 60 cm đấy các bác, thì nó sẽ coi như là đủ một cái viên gạch này luôn, thì đỡ phải cắt một chút nào luôn ấy. Nhưng mà bây giờ là sẽ phải cắt thêm một chút. Đấy, ở phía bên này thì có vẻ là sau một thời gian thì anh Phòng cũng cắt được cái lỗ kia rồi nhỉ. Đấy, nhìn nó cũng hơi hơi củ nghệ đấy, nhưng mà nhìn nó vẫn hơi không được thẩm mỹ đi một chút các bác, thì rất là mong các bác thông cảm các bác nhé. Sau khi mà chắt thêm nữa thì nó là đẹp rồi. Cái này là mình còn phủ thêm một cái lớp xi keo trắng này nhỉ? Có đấy, cái này vẫn được. Vâng. Ốp nhà vệ sinh thì gặp những cái công đoạn mà cắt như này thì nó khó hơn đây nhỉ? Cái đây này, bên này thì phải hai lỗ đấy. Đây. Cái là vòi sen. Đấy, này thì là một vòi sen, thì nó là một vòi là vòi nước lạnh của bác nhá. Một vòi thì nó sẽ là vòi nước nóng. Đấy, nếu mà sau này là có cái bình nước nóng ấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ chưa có bình nước nóng thì mình bịt bên nào trước anh? Giờ không có bình nước nóng thì mình bịt một đầu thôi. Bịt một đầu thôi đúng không? Cái nhà này thì là trước kia là cháu Lực cũng định dự định là làm kho này kia các bác ạ, nhưng mà bây giờ thì không quyết định là không có để nữa, tại vì là chỗ này nó bị cái đất này các bác này, nó bị sạt lở xuống, nó bị xói mòn một cái cột đã rơi rồi, tại nó đang bị nghiêng khá là nhiều. Hôm trước thì tận dụng lại làm để xi. Ui, nhưng mà đây cháu Lực nhìn thấy là có một cái tổ ong rất là ghê các bác. Cái tổ ong này thì đốt phải nói là đốt rất là đau các bác, tổ ong này. Này mà nếu mà thời gian này Mạnh là đang ở nhà nữa thì thôi rồi. Mạnh là chọc cái tổ ong này là nguy cơ là bị đốt rất là cao. Thấy tổ ong rất là ghê. Ra phía bên này thì thấy là chị là đang
nấu cơm trưa của bác hôm nay thì thấy các chị bảo là ăn bún. Hôm nay thì là ăn nguyên bún rồi hả chị? Vậy ông thì đến bây giờ thì là vẫn chưa có về đến nhà không bác ạ? Chắc là bị tắc đường là ở đâu rồi. Dây điện này trước là mua là còn dư ra khá là nhiều này các bác này, dây điện này ấy. Nhưng mà mấy nữa hoàn thiện thì bảo mấy anh em thợ là quấn gọn lại. Cô ấy chắc là đang cậy trộn xi keo hả cô? Cái xi này thì hầu như là không có để mà trộn với lại là thêm cát nữa. Nó làm bằng keo thì nó mới dính được cái phần gạch này. Gạch. Cái gạch này thì mình để đâu lâu thì cũng không sợ là bị nó bị làm sao của các bác ạ. Tại vì là gạch này người ta làm ấy, thì người ta đã phủ thêm một cái lớp băng dính vào nó rồi. Mình làm mình bóc ra cái thì nó là đẹp rồi. Biết là anh phòng ở bên này thì đã hoàn thiện được đến đâu rồi. Thấy là hoàn thiện là hiện lên hàng đầu tiên rồi nhỉ anh nhỉ? À. Đấy là 10 phân đúng không? Anh thấy 10 phân nó to quá. 15 phân à? Đấy, bây giờ thì ra đến thêm là một lớp mà nền nữa các bác này. Lớp này thì anh sẽ đi cắt thêm là cái lớp gạch màu đen. Biết là gạch màu đen hôm nọ để đâu anh à? Cũng lại anh Phọc mà đi xem là gạch màu đen đấy. Gạch màu đen thì hôm nọ là chất lượng cũng lấy xuống là có một hộp thôi các bác. Lấy để mà tạo cái phần nền đấy. Và phía phần bên này thì máy nữa là bảo ông là lấp lại này. Lấp lại thì cái phần sân nó sẽ cũng sẽ rộng hơn các bác. Ống nước này chôn thì nó là quá được rồi. Thế, cái này quá được rồi anh ạ. Cái này thì là chôn để cho nó dốc xuống các bác. Thì cái lúc mà khi mà vệ sinh ở trên kia xong ấy, cái chất thải ấy, thì nó đi xuống nó sẽ không có bị tắc gì cả. Đây đúng không? Đúng không? Cái gạch này thì hôm nọ là cháu Đức cũng không có biết là cái mình sẽ dùng bao nhiêu cái loại là cái loại mà nó tầm 10 phân đúng không á. Cháu Đức là lựa chọn là lấy một hộp luôn. Còn là dư ra thì dư ra một ít. Anh bóc đi anh. Cái này đúng là không có lớp cái màu trắng này vào thì để ngoài thì đúng là cũng không có để được mấy nhỉ anh nhỉ. Mới ngay. Cái này dùng cái máy cái cắt được không anh? Được không? Anh tầm 5 phân thì nó đẹp, 10 to quá thì nó sẽ nó nhìn rong. Nhưng mà anh xem là 5 phân hay là 10 phân thì nó đẹp hơn. Nhưng mà anh cũng phải ước chừng là đủ gạch cho nhá. Gạch này gạch cái gạch đen em lấy có một hộp thôi. 60. Một hộp, cái này một hộp có 4 viên chứ? Vâng. 1, 2, 3, 4. 3 từng, anh nhỉ? 4 hộp chắc là đủ dư ra nhỉ, anh nhỉ? Hai bảy miếng à? 27 miếng 10 phân. Cái này mình làm hai cái cũng nhỉ? Dạ, cái này á, cái này anh phải dựa theo cái này này.
Trên này nó 3 cái thì nó bao nhiêu cái? Thì đây là 1 2 3 3 miếng. Đây là 3 miếng này, đây là 3 miếng. Cái này chứ con. 3 miếng. Như này 1 miếng nhá. Đúng rồi. Xong lại gạch nhỏ bên trên. Đúng rồi. Xong lại như trên này 1 miếng không? Vâng. Xong lại cái gạch trắng cái móc nó thì vâng. Cái mặt trên kia. Mặt trên kia thì thôi. Đây là 2 miếng thôi. Là 2 miếng thôi. Vâng. Ông thì cũng thấy là về đến nhà rồi các bác này, không biết là đây làm gì đấy ông? Đây làm gì đây? Cúng ma một tí. À, nhưng mà cúng ma gì không? Ba cái chén xuống mà là gì? À, thấy là ông đi về là một ông ốm hết rồi. À, gà ốm hết à? Thế là gà ốm là phải cúng ma à? Mà mới đi đâu hết rồi không thấy ở đâu nữa mà. À, ông gửi lời chào tới các bác không? Chào các em các chị nhá. Đây là đi về là thấy ông là cầm veo là một chút hương này, thêm là một chút vàng má nữa. Tí gọi thầy về làm cho. Không cũng không biết làm đây. Cái này là cái gì đấy ông? Cái này đạm thôi. À, đạm à? À ông thì đi mua đấy nó tầm độ 5 cân đạm nữa. 5 cân ạ. 5 cân là vậy. Đất thế này ạ. Đây ông nọ thì chưa có cái máy này thành ra là cắt gạch nó cũng hơi khó khăn một chút của bác ạ. Nhưng mà cái khó rồi nhá, cái gạch này cái này cắt rất dễ luôn. Không em bảo là nếu mà không có cái máy này thì cắt nó khó. Có cái này thì cắt. Anh cắt 7 phân nhá. Vâng. 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 Anh cứ chia đều là một viên gạch ấy, xong rồi không tí nó lại dư ra miếng to miếng thấp được mà. Vậy vừa rồi thì là ông đi từ trên xá về của bác ạ. Là có cần gà không? Ông bảo là gà là mất hết rồi, là đi lấy cái này về cúng. Thế gà của ông thì bây giờ đi đâu hết không biết à ông? Chắc con ma nó lấy gì á? Về làn lấy bộ ô sẵn là thể sắc cha ta sắp chơi nó. Đây, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Cái video của ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở cái sóng tiếp theo trên kênh bản này em nữa. Đấy, căn nhà thì ngày một hoàn thiện là khá là nhiều rồi, tiếp tục là anh em thợ sẽ đi vào và hoàn thiện thêm nữa, hoàn thiện thêm những cái gì thì được sẽ tiếp tục là chia sẻ cho các bác là cùng biết. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở cái sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác.